Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Xa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, Ta Xa xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự. Mang thai tháng thứ 6 thì bị mẹ chồng ép ly hôn. Nhìn thấy tờ giấy bà cầm trên tay, tôi liền ký dứt khoát. Tôi mang thai con đầu lòng và cho đến tháng thứ 6, tôi đi khám bác sĩ thì chẩn đoán là tôi sẽ sanh con gái. Nhưng do tôi có u xơ tử cung nên khó có thể mang thai lần thứ 2. Đó là những lời mở đầu cho dòng tâm sự thứ nhất. Và sau đây, Ta Xa xin được phép đến với nội dung chi tiết của câu chuyện này. Tôi năm nay 30 tuổi và vừa mới ly hôn chồng. Nói về cuộc hôn nhân của mình, tôi cảm thấy thật là tệ bạc và đau đầu. Tôi vẫn còn nhớ, nhờ người quen giới thiệu, tôi mới quen được chồng. Khi đó, ai cũng bảo anh là con nhà gia giáo, giàu có lại có công ăn việc làm ổn định. Tiếp xúc với anh, tôi thấy anh rất tốt bụng và chu đáo. Và chẳng có lý do gì mà tôi từ chối, nên tôi đã nhanh chóng nhận lời yêu. Bố mẹ tôi cũng mừng và tâm sự, may mà con tìm được nơi tử tế. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình đã gặp được một gia đình chồng biết yêu thương và đùm bọc. Nhưng không ngờ mọi thứ lại hoàn toàn thay đổi sau khi kết hôn. Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng vì chồng tôi là con một, anh cũng là cháu đích tôn của dòng họ. Nếu như trước đây mẹ chồng bảo là sẽ giúp đỡ tôi việc nhà những khi tôi bận, thì bây giờ bà để hết mọi việc cho tôi làm. Bà còn ra quy định sáng phải dậy từ 5 giờ sáng để nấu bữa sáng cho cả nhà ăn, cơm nước sẵn cho buổi trưa, và buổi chiều thì phải đúng 5 giờ có mặt ở nhà để chuẩn bị buổi tối cho cả gia đình. Ban đầu tôi cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tôi thật sự rất mệt mỏi vì công việc đã căng thẳng sẵn rồi. Đi làm về mệt, muốn nghỉ ngơi một chút nhưng cũng không xong với mẹ chồng. Tôi có phàn nàn với chồng, mong anh nói đỡ cho một câu, thì anh bảo em nên tập thói quen dậy sớm đi, cũng sẽ tốt cho sức khỏe của em. Chồng tôi luôn cho rằng đó là công việc của tôi. Anh nghiễm nhiên ngủ dậy muộn hơn rồi chỉ việc ngồi vào bàn ăn. Tôi thấy vô cùng bất lực và lẻ loi khi mới về nhà chồng được một tháng đầu tiên. Tình cảm của chồng đối với tôi cũng nhạt dần, chứ không còn mặn nồng như hồi mới tán tỉnh. Thấy tôi chưa có thai, mẹ chồng quay sang thúc giục. Bà nói rằng phải sanh bằng được con trai, vì nhà này ba đời đều có con trai nói giỏi. Chỉ nghe thôi tôi đã cảm thấy áp lực, vì bản thân không quyết định được việc sinh con trai hay con gái. Con cái là do trời cho mà. Mặc kệ mẹ chồng thúc giục. 2 năm sau khi cưới, đến khi tôi được vào làm chính thức thì tôi mới có kế hoạch sinh con. Tại thời điểm đó, tôi mang thai con đầu lòng. Cho đến tháng thứ 6, tôi đi khám mới hỏi bác sĩ giới tính vì tôi không muốn biết sớm, và được chẩn đoán là tôi sẽ sinh con gái. Nhưng do tôi có khối u xơ tử cung nên khó có thể mang thai lần thứ 2. Tôi thật thà về nhà nói cho mẹ chồng biết. Chỉ vài hôm sau, bà quay ra ép tôi ly hôn và ra điều kiện cho tôi một khoản tiền đền bù tuổi thanh xuân. Tôi ấm ức đến phát khóc, nhưng không thể làm gì được. Còn chồng thì khuyên tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe để sinh nở mẹ tròn con vuông. Những tưởng chồng sẽ đứng về phía mình, nhưng không ngờ một hôm, mẹ chồng cầm ra đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi nhìn kỹ thì thấy đó là tờ đơn ly hôn. Điều đáng nói là chồng tôi đã ký sẵn ở đó rồi. Tôi cay đắng, nước mắt tuôn trào. Nhưng tôi nghĩ chẳng còn gì để níu kéo những người sống vô tình với mình như thế. Tôi đang mang thai dòng máu của họ mà họ không hề quan tâm. Tôi đặt bút ký dứt khoát rồi rời đi ngay trong tối đó. Giờ tôi đã sinh một cô con gái đáng yêu, hai mẹ con sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Tôi cũng không cho nó về gặp bên nội. Tôi cũng nghe nói chồng cũ đã nhanh chóng tìm được một người phụ nữ mới với mong muốn sinh con trai cho anh ta. Từ chuyện của mình, tôi khuyên các bạn nữ nên tìm hiểu thật kỹ càng, đừng vội vàng thấy bên ngoài hào nhoáng mà tưởng bên trong tốt đẹp. Dòng tâm sự thứ hai, kinh ngạc khi thấy chồng lạnh lùng và vô cảm với gia đình em trai. Em dâu không có ý đòi lại số tiền đó trước thời hạn và cách nói chuyện cũng rất thiện cảm, nhưng chồng tôi không chịu hợp tác. 4 năm trước,
Khi chúng tôi định vay tiền ngân hàng để mua nhà, thì em trai chồng tôi đã mang 500 triệu đến cho vay. Em ấy nói chưa có ý định lấy vợ, mà cầm tiền thì sẽ sợ tiêu hết. Thế nên chúng tôi cứ lấy mà mua nhà, khi nào có tiền trả cũng được. Chồng tôi hỏi trả lại bao nhiêu và cho vay bao lâu. Em ấy nói anh em không có cho nhau thì thôi, cho vay chút tiền sao lại đi lấy lãi. Em ấy còn bảo bản thân em ấy đã có nhà riêng và có xe hơi, cũng chưa cần dùng đến tiền, vì vậy sẽ cho vợ chồng tôi vay mượn 10 năm. Nhờ có số tiền của em ấy mà chúng tôi không phải đi vay ngân hàng nữa. Cách đây 2 năm, em trai lấy vợ, tôi có bàn với chồng nên trả dần số tiền cho em ấy để em dâu quản lý. Nhưng chồng tôi không chịu, anh ấy nói cứ để tiền đó cho anh ấy làm kinh doanh. Em trai cho vay 10 năm thì cứ đúng ngày tháng đó trả là được. Chiều hôm kia, em dâu đến nhà tôi chơi và có nói về khoản tiền mà chồng cô ấy đã cho vợ chồng tôi vay lúc chưa cưới. Em dâu nói 3 tháng trước, chồng cô ấy bị mất việc, hiện đang ở nhà chăm con cho vợ đi làm. Tuần trước, em trai còn bất ngờ nói với em dâu về khoản tiền mà em ấy cho chúng tôi vay. Em trai không có ý định đòi lại tiền trước thời hạn, chỉ muốn thông báo với vợ là đang có một khoản tiền cho vay. Em dâu cũng không có ý định là lấy lại tiền vì tôn trọng lời hứa của chồng và không muốn mất tình anh em. Em dâu nói hiện tại hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nếu vợ chồng tôi chưa có tiền trả thì có thể trả lại hàng tháng. Chồng tôi cáo lên và nói đó là tiền của em trai anh ấy, em dâu không có quyền gì mà đòi. Chồng tôi bảo đúng hạn sẽ trả và không có lãi gì hết. Tôi thì đồng tình với em dâu, bởi mỗi tháng trả lại cho vợ chồng em ấy một ít để chi tiêu cũng là điều nên làm. Chúng tôi đã được lợi quá nhiều rồi. Nhưng chồng tôi thì quá lạnh lùng và vô cảm, thậm chí anh ấy còn đuổi cả em dâu về. Theo mọi người thì tôi phải làm sao để chồng có thể chấp nhận trả lãi hàng tháng cho vợ chồng em trai đây? Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những chia sẻ, những lời khuyên gửi đến những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần comment bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an. Nếu như mà yêu quý kênh và thích những câu chuyện tâm sự thì cô chú anh chị và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và nhấn thêm cái chuông bên phải để cô chú anh chị và các bạn có thể đón nhận những video mới nhất từ kênh YouTube Tasha Trần. Tasha xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.